Xin kính chào quý vị các bạn quay trở lại với kênh Bà Hùng Audio và thật vui mừng loa file audio F702 đã về với shop Bà Hùng Audio ngày hôm nay. Và đây là dòng loa cao cấp đến từ Anh Quốc và cũng được làm bởi những kỹ sư gạo cội của Tannoy. Và họ có những triết lý cũng như là có những cái vật liệu, có những chất liệu và có những công nghệ làm loa đồng trục chất lượng cao, và họ hoàn thiện hơn nữa dòng loa đồng trục và áp dụng cho file audio. Và cái dòng loa file audio cũng được vinh danh là cặp loa dòng loa đồng trục đáng chơi nhất năm 2021. Đó đã được vinh danh là dòng loa đáng chơi, đáng tiền, đáng sở hữu nhất trong năm 2021. Và bên em gần như là một đơn vị độc quyền phân phối dòng file audio trên toàn quốc với tất cả các dòng file audio. Chúng ta theo dõi kênh Bà Hùng Audio thì sẽ biết là bên em bán rất nhiều và bán rất tốt dòng loa này. Đó, cũng thật may mắn được anh em ủng hộ trong thời gian qua. Và cặp file audio F702 này là cặp cuối cùng trong năm 2021. Đó, âm lịch. Thì dương lịch thì nó đã về từ đầu năm nay rồi. Thì tính cũng là cặp loa đầu tiên trong năm 2022 của thương hiệu File Audio về tới Bà Hùng Audio. Và cặp 702 này thì là hàng nhập khẩu chính hãng, thưa quý vị và bạn, bảo hành 1 năm cho anh em chơi. Và giá niêm yết công ty của cặp loa này thì là 140 triệu đồng, thưa quý vị và bạn. Tuy nhiên thì khi mà quý vị các bạn mua tại Bà Hùng Audio thì ở bên em luôn có những cái mức giá chiết khấu tốt hơn rất nhiều gửi tới quý vị các bạn. Do bên em là đại lý cấp 1 cho nên là luôn được ưu tiên về phần giá. Đó, và đặc biệt là bên em bán rất nhiều dòng này cho nên là bao giờ cũng được ưu tiên hơn về giá của dòng loa này. Đó, thì bên em sẽ cái phần chiết khấu của hãng ấy, thì em sẽ chiết khấu trực tiếp tới vào giá cho anh em chơi. Đó, cho nên anh em mua hàng bên em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cặp loa này thì nặng hơn 30 kg trên một thùng, có chiều cao là 1,1 m, chiều rộng là gần 40 cm, cụ thể là 38,5 và chiều sâu là 44 cm. Đó, và sử dụng hai loa bát một em xin lỗi hai loa bát, đúng rồi, mà hai loa bát 20 cm, một loa đồng trục đó, ISO flare đó, và có lỗ thoát hơi là bát chắc chắc chích. Đó là đặc điểm của dòng loa file audio cho cái dải trầm hay hơn rất nhiều. Và cặp loa này thì có độ nhạy là 90 dB, trở kháng là 8 ohm. Công suất yêu cầu âm ly chỉ cần từ 35W trở lên là phối ghép tốt rồi. Và giải tần từ 30 đến 34 kHz. Và đặc biệt là cặp loa này thì được sơn bóng piano nhé, thưa quý vị bạn. Em sẽ khui ngay sau đây và chúng ta cùng xem. Sơn bóng piano 9 lớp rất là đẹp luôn. Đó, và hoàn thiện cực kỳ cao. Đó, và cặp loa này cũng có đầy đủ ê căng nhé, thưa quý vị và bạn. Đó, do em thường xuyên không đậy ê căng cho nên nhiều bác cũng thắc mắc hỏi là loa này có ê căng không, bởi vì do là không nhìn thấy cái lỗ cắm ê căng. Nhưng thưa với các bác là những dòng loa đời mới này thì đều sử dụng nam châm hít hết, chính vì vậy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy lỗ ê căng ở đâu, nó giúp cho thẩm mỹ được nâng cao hơn. Rồi còn bây giờ thì xin mời quý vị bạn chúng ta sẽ cùng khui cặp loa này ra. Mức giá niêm yết là 140 triệu nhưng quý vị bạn mua tại Bao Audio có mức giá rẻ hơn rất nhiều nhé. Hãy liên hệ trực tiếp bên em để bên em báo giá chiết khấu cực sốc luôn. Rồi bây giờ xin mời quý vị bạn chúng ta cùng nhau khui thùng cặp loa File Audio F702 tại Bá Hùng Audio ngày hôm nay.